Vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Phú Thọ khi chiếc xe ô tô chở giằm gỗ bất ngờ bị lật nghiêng đổ vào cổng nhà ven đường, khiến một người tử vong trong tư thế đang ngồi trên xe máy. Được biết, người này bị tấm bạt và giằm của rơ móc đè phủ lên người. Ngày 19 tháng 10, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, trên quốc lộ 70B đoạn qua huyện Đoan Hùng đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 18 tháng 10 tại km 0+900 quốc lộ 70B thuộc địa phận khu Hợp Lai, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1982, trú tại xã Vô Chanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19C-12610, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 19CR-01774 chở giằm gỗ, lưu thông theo hướng Hạ Hòa, Tây Cốc. Khi đến địa điểm trên thì xe bị lật nghiêng sang trái, đường theo chiều đi. Hậu quả vụ tai nạn làm đổ cổng nhà của ông Phạm Chí Hà, sinh năm 1973, trú tại khu Hợp Lai, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, gãy đổ cánh cửa xếp và hư hỏng hai xe mô tô của gia đình ông Phạm Chí Phú, sinh năm 1971, trú tại khu Hợp Lai, xã Tây Cốc. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Điệp phát hiện ông Lê Minh Nhượng, sinh năm 1970, trú tại khu 4, xã Đại An, huyện Thanh Ba, tử vong trong tư thế đang ngồi trên xe máy, bị tấm bạt và giăm của rơ móc đè phủ lên người. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Đoan Hùng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ. Có lẽ nếu được phát hiện sớm hơn, ông Nhượng đã có thể sống sót. Sự ra đi thương tâm của ông khiến cho dư luận không khỏi xót xa.